Nếu các bạn đã click vào video này và đang xem nó trên kênh Bán Phát PC thì các bạn sẽ không lạ gì về việc Nvidia vừa cho ra mắt GPU mới là GTX 1070 Ti. Hôm nay ở đây mình có 3 chiếc card GTX 1070 Ti đến từ 3 hãng linh kiện nổi tiếng nhất hiện giờ là Gigabyte, MSI và ASUS. Thì thực sự thì video này không có quá nhiều thứ, không phức tạp. Chỉ đơn giản là mình đã cắm thử 3 card này vào, test ở trong một điều kiện mà mình có thể điều khiển nhiệt độ và các phần mềm nhất định để xem rằng 3 card này hiệu năng nó ra làm sao và nhiệt độ như thế nào. Thực sự thì cái vi xử lý đồ họa 1070 Ti thì Nvidia đã công bố rằng là họ đã khóa xung lại rồi, không ép xung được. Thì đầu tiên mình cũng nghĩ rằng là nếu mà ép xung không được thì kiểu gì là ba card này giống nhau. Nhưng mà kết quả test lại khá là bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau thử trên tay ba card này nhé. Đầu tiên là với cái chiếc Gigabyte đấy, Gaming OC GTX 1070 Ti. Nói trước về thiết kế một chút đi, chúng ta sẽ có cái thiết kế là ba quạt và đùa slot trông khá là cơ bản, không quá hầm hố, quá to. Và cái phần nắp này được làm bằng nhựa, phần giáp làm bằng nhựa. Chúng ta vẫn cầu SLI ở đây. Và đằng sau lưng sẽ có một cái plate kim loại. Đó, nhìn khá đẹp nhưng mà cũng không có gì quá mố và tương đối cơ bản. Chúng ta sẽ có một chân cắm duy nhất PCIe 8 pin. Và về cổng kết nối các bạn sẽ có là một DVI này. Đó, chúng ta sẽ có 3 DisplayPort và một HDMI. Đó là chiếc GTX 1070 Ti đến từ Gigabyte. Mình đã test nhiệt độ của chiếc card này bằng cái phần mềm là Firmax. Có lẽ các bạn biết rồi, là test tối đa hiệu năng của cả đúng không ạ? Thì ở phần Firmax mình đạt được là 94 FPS ở độ phân giải Full HD. Và nhiệt độ đã được sau 3 phút test là 71 độ C. Đó, thì mấy chiếc card này là cái dòng có giá dễ chịu nhất trong tất cả các card 1070 Ti. Nếu mình không nhầm thì là khoảng 14 triệu đồng tại Phát PC. Đó, test Firmax thì được 94 FPS và nhiệt độ là 71 độ C là tối đa, cũng tương đối mát mẻ. Còn về game PUBG thì FPS mình đạt được ở cái mức 2 setting 1080p thì là 70 FPS. 69 độ C là nhiệt độ của cả đồ họa trong lúc chơi game. Thì các bạn lưu ý là cả 3 lần test dành cho 3 các đồ họa thì mình đều chơi game ở cái thời tiết là giống nhau, rất là trời đều nắng cả, không sương mù, không có mưa gió gì cả. Và mình cũng đều cố gắng nhất là cho cái nhân vật của mình di chuyển ở những cái nơi mà có cái địa hình giống nhau và phong cảnh giống nhau để FPS có đạt được một cách gọi là tương đồng nhất. Tuy nhiên là không phải được tuyệt đối, ít ra cũng tương đối giống nhau. Đó, mình xin nhắc lại là 94 FPS khi test Firmax và 71 độ C. Còn khi chơi game thì là 69 độ C và đạt được 70 FPS ở độ phân giải Full HD 2 setting trên PUBG. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chiếc card tiếp theo có giá cao hơn đôi chút, là mức giá 15.400.000. Đó là chiếc MSI Gaming. Và đây là chiếc card đồ họa MSI Gaming của chúng ta. Thì cầm ngay trên tay thôi mình thấy cảm giác đầu tiên nó nặng hơn rất là nhiều. Cái lớp vỏ này tuy cũng là một nhựa thôi mà không hiểu là có lẽ tại cái plate này MSI làm rất dày, rất chắc, càng phải cầm nặng hơn hẳn so với chiếc Gigabyte. Và chúng ta sẽ có hai quạt và quạt lớn hơn so với ba quạt trên chiếc Gigabyte Gaming OC. Về cái phần tản nhiệt ấy, thì chúng ta sẽ có, nếu như mình đếm không nhầm là sẽ có 5 bóng đồng. Đó, 5 bóng đồng tất cả và hai quạt ở đây. Chúng ta vẫn cầu SLI ở đây. Và về cái phần chân cắm, các bạn sẽ có một cổng 6 pin và một cổng 8 pin. Tức là về cái chiếc Gigabyte 1070 Ti chúng ta chỉ có một chân 8 pin nhất mà thôi. Còn đây chúng ta có một chân 8 pin và thêm một chân 6 pin nữa. Trong tương lai nếu mà có cơ hội thì mình sẽ test thêm về cái phần năng lượng của cái card này, xem nó rút mất bao nhiêu watt kiểu điện. Đó, về cổng kết nối chúng ta có một cái setup khá là cơ bản và giống với chiếc Gigabyte GTX 1070 Ti là một DVI, 3 DisplayPort và 1 HDMI. Và đây là chiếc card chúng ta có cả đèn LED đây nữa thì cắm sẽ sáng lên. Rồi, về cái vấn đề là test game và nhiệt độ thì mình có thử với game PUBG như vừa rồi. Setting giống hệt một độ phân giải 1080p và 2 setting thì FPS đạt được là 76 hình một giây, cao hơn một chút so với chiếc Gigabyte là 70 FPS, thì chiếc card này hơn 6 FPS là ở 76. Và nhiệt độ thì cũng thấp hơn 1 độ C. Chiếc card đồ họa GTX 1070 của Gigabyte nãy mình test thì là 69 độ C khi chơi game, còn chiếc card này thì chỉ có 68 độ mà thôi. Còn về Firmax thì mát hơn 3 độ C so với chiếc Gigabyte. Tức là mình test chiếc Gigabyte GTX 1070 Ti thì là 71 độ C, còn chiếc card này chỉ là 68 độ C mà thôi. Và FPS thì ngang nhau là 94 FPS ở Firmax. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến chiếc card GTX 1070 Ti đắt nhất hiện giờ tại Anphát là có mức giá 16 triệu đồng. Đó là chiếc ASUS ROG Strix. Đó, và đây là con quái vật của chúng ta. Chiếc card 1070 Ti mà như mình thấy nó to chả khác gì một con 1080 cả. Nặng nhất trong cả 3 chiếc và có 3 quạt. Quạt này đường kính tương đương với chiếc Gigabyte, nhưng mà nhìn nó dài và nó nạc tiền hơn rất là nhiều. Và riêng cái phần heatsink ấy, các cái lá tản nhiệt bên dưới nó cũng dày hơn bởi chỗ này. Nếu mà nói thì đây là cái card dual slot, nhưng mà cái phần tản nhiệt nó lồi lên rất là nhiều do phần heatsink dày. Vì thế cái card này nó biến thành một card triple slot, tức là chiếm mất 3 khe ở trên cái bộ máy của bạn.
Và về phần cổng I/O, chúng ta vẫn sẽ có những cái kết nối cơ bản giống hệt hai chiếc cặp kia là một DV, 3 DisplayPort và một HDMI. Chúng ta cũng có plate đằng sau, và cái plate này sẽ có thêm cái logo ROG hình con mắt đây, và cái logo này nó có phát sáng. Đó. Tính ra thì cái plate ở trên cạc MSI vẫn là dày nhất. Về cái phần cổng cắm điện ở trên ấy, chúng ta cũng chỉ có một chân cắm nhất là PCIe 8 pin mà thôi, không cần đến 8 pin hoặc 6 pin như chiếc cạc MSI. Nhưng mà hiệu năng đem lại khá đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ rằng là có ít cổng cắm điện hơn thì kiểu gì hiệu năng cũng thấp hơn, đúng không? Trái với những gì mà mình đã suy đoán trước đó thì hiệu năng của chiếc cạc này có thể nói là nhỉnh hơn so với chiếc cạc kia, mặc dù chỉ có một chân cắm truyền điện mà thôi. Ở game PUBG cùng hai setting nhá, cùng độ phân giải Full HD thì mình đạt được là 82 hình một giây so với 70 hình một giây của chiếc cạc Gigabyte và 76 hình một giây của chiếc cạc MSI. Tức là cao hơn khá nhiều, 12 hình một giây nếu so với chiếc cạc Gigabyte và 6 hình một giây so với chiếc cạc MSI. Còn về nhiệt độ thì cũng lại bất ngờ nữa, là nhiệt độ lại thấp nhất trong cả ba chiếc cạc. Khi chơi game thì chỉ có 62 độ C so với 69 độ C của chiếc cạc Gigabyte và 68 độ C của chiếc cạc MSI. Về phương mắc thì mình lại tiếp tục được bất ngờ khi chiếc cạc này lại là chiếc cạc mát nhất. Khi test phương mắc 3 phút đối với giải Full HD thì nhiệt độ tối đa đạt được của chiếc cạc này là 66 độ C so với 71 độ của chiếc cạc Gigabyte và 68 độ của chiếc cạc MSI. Tuy nhiệt độ trên lệch không quá nhiều, nhưng chúng ta có thể thấy được là cái việc Asus làm cái phần lá tản nhiệt nó dày hơn và to hơn rất nhiều, nó đem lại tác dụng như thế nào. Nhưng một điều đặc biệt là FPS hai chiếc cạc MSI và Gigabyte của 0.0 Ti thì FPS tối đa đạt được ở trong phần mềm phương mắc là 94 FPS, còn chiếc cạc này đạt được 97 FPS. Rất ngạc nhiên đúng không nào? Vậy sau video này thì mới thể kết luận được một điều là đúng là Asus thì đắt sát sang miếng, đắt hơn 1 triệu đồng so với cả chiếc cạc Gigabyte và 600.000 đồng so với chiếc cạc MSI. Nhưng mà FPS trong cả game lẫn phần mềm test phương mắc thì đều cao hơn và nhiệt độ lại mát mẻ hơn. Nếu các bạn không nhớ những nhiệt độ và FPS vừa rồi là bao nhiêu thì mình sẽ cho hiện ngay một cái biểu đồ trên màn hình ngay bây giờ để các bạn thử so sánh được chủ quan hơn. Và vừa rồi mình và các bạn đã cùng nhau trên tay và chia sẻ nhanh về ba chiếc cạc 1070 Ti đến từ ba tên tuổi có tiếng nhất thị trường linh kiện bây giờ, đó là Asus, Gigabyte và MSI. Nếu các bạn hỏi tại sao không như các hãng khác thì nói thật thì bây giờ có ba cái hãng này lớn nhất rồi, thế nên là ăn phát bán luôn ba hãng này, thế nên là mình có luôn ba cạc khủng nhất ở trên tay. Thì chúng ta có thể mường tượng được cái hiệu năng nó như thế nào. Tóm gọn lại một chút thì chiếc cạc Asus này là chiếc cạc có hiệu năng tốt nhất và mát nhất trong cả ba chiếc cạc công nhận đắt sắt trăm miếng, mà đắt hơn 1 triệu đồng so với chiếc cạc GTX 1070 Ti đến từ Gigabyte. Và hy vọng anh em sau khi xem video xong thì đã có thêm những kiến thức cơ bản và biết rằng sẽ lựa chọn cho mình chiếc cạc 1070 Ti đến từ hãng nào và chọn model nào. Và nói cái chung ấy thì cái bài test hôm nay mình làm cũng chưa được đầy đủ lắm, và vì thế kiểu gì cũng sẽ có những cái chênh lệch về sau, có thể là game này kém và game khác lại hơn thì sao. Thì nếu các bạn thích thì có thể comment bên dưới, mình sẽ test thêm nhiều game trong tương lai để xem liệu rằng cái chiếc cạc Asus này có thể hiện được tốt tiền nữa hay không. Hy vọng anh em cảm thấy vui vẻ. Nếu thế hay nhớ bấm like và subscribe với channel của Anh Phát PC bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video khác.